tổ chức kết nối nữ doanh nhân Sen Vàng Việt Nam. Giờ đây, cái tên này đã trở thành một biểu ngữ để nói về một tập thể đã được hình thành nên trong những ngày đáng nhớ vừa qua. Bwin là ai và được hình thành như thế nào? Bwin được thành lập nên từ những trái tim tràn đầy nhiệt huyết với niềm thôi thúc mãnh liệt, khát khao chia sẻ những giá trị đích thực, chân thành của những người phụ nữ đất Việt, những người vợ, người mẹ, người nữ doanh nhân. Từ Hà Nội đến Hải Phòng, những người phụ nữ đầu tiên tâm huyết về ý tưởng hình thành một tập thể, một tổ chức mà ở đó các chị em nữ doanh nhân có cơ hội kết nối lại với nhau để cùng chung tay hành động cho những mục tiêu đích thực và cao đẹp. Những người nữ doanh nhân ấy, họ đã thấu hiểu nhau, tin tưởng vào nhau và trao nhau một niềm tin mãnh liệt rằng họ có thể đồng hành bên nhau vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin chào đón tất cả mọi người gia nhập tổ chức kết nối nữ doanh nhân Sen Vàng tại Hà Nội với chúng tôi. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, tôi là Quỳnh Liên, tôi là Phó Chủ tịch Thường trực của tổ chức. Với mong muốn tạo ra một tổ chức phi lợi nhuận là một sân chơi lành mạnh cho tất cả các chị em nữ doanh nhân, chúng tôi mong muốn rằng sẽ tạo ra các hành trình thiện nguyện, làm các chuyến từ thiện, mang đến những giá trị nhân văn cao đẹp tới cộng đồng. Bên cạnh đó, tiêu chí của tổ chức là kết nối giao thương và quan tâm thực sự tới đời sống của mỗi một chị em, những tâm tư, tình cảm của các nữ doanh nhân. Và chúng tôi còn tạo ra những chuyến du lịch trong và ngoài nước để các chị em nữ doanh nhân được tăng cường tình đoàn kết và thực sự là tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho tất cả mọi người để được cùng đến đây giao lưu, học tập, đoàn kết và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Xin chào đón tất cả mọi người gia nhập với tổ chức kết nối nữ doanh nhân Sen Vàng của chúng tôi. Bwin đã ra đời như vậy với 3 mục tiêu then chốt: cùng nhau phát triển bản thân, cùng giúp nhau phát triển doanh nghiệp, cùng kết nối, chia sẻ yêu thương và chung tay giúp đỡ cộng đồng, giúp đỡ những mảnh đời gặp khó khăn thông qua các hoạt động thiện nguyện. Đó là những giá trị cốt lõi mà Bwin muốn phát huy từ nội lực của tập thể. Để rồi từ đó, những giá trị khác nữa sẽ được nhân lên và trao đi. Những nữ doanh nhân tình nguyện đồng hành bên nhau cùng hướng tới những thông điệp tích cực bằng việc lan tỏa tình yêu thương cho một Bwin phát triển bền vững. Thông qua sợi dây kết nối vô hình nhưng lại có sức mạnh vô cùng, đó là sức mạnh, nội lực, đoàn kết. Chúng ta hãy cùng chúc Bwin lớn mạnh và phát triển bền vững, cùng chúc ban điều hành Bwin, những người phụ nữ nhiệt huyết và tâm huyết, họ đã, đang và sẽ không ngừng truyền đi những hành động nhân văn làm giàu cho cuộc sống này. Chúng ta hãy cảm ơn những người phụ nữ mạnh mẽ của Bwin đã sáng lập nên một Bwin với sứ mệnh thật cao đẹp để không chỉ làm giàu cho chính những thành viên trong tổ chức mà còn góp sức cho sự phát triển toàn diện hơn của xã hội. Họ là Bwin.